Vâng, xin chào mọi người và xin chào các anh em yêu cây cảnh Hoa Lan. Hôm nay vô tình là mình thấy một cái hai cái trụ vàng lan rất là đẹp và rất là mơ nhìn rất là mơ mộng này. Bông giấy có sự kết hợp rất là hài hòa và trong cái ánh nắng 12 giờ trưa này thì quá là đẹp. Bông giấy thì đang là cái lựa chọn chơi của nhiều nhà, nó sắc hoa nó ra rất là đậm và hoa rất là tươi và rất là hoa rất là nhiều. Quay cho mọi người được biết này, hoa giấy là nãy giờ mình quan hoa giấy màu rất là nhiều màu. Đây là trên cái vàng này là còn có màu hồng, màu trắng, đây màu gọi là màu gì, cô tức màu cam này, màu cam này. Hoa giấy màu cam này mọi người, màu cam, màu hồng, màu trắng. Bên kia cái lãng hoa màu đỏ. Hiện tại là mình đang có mặt tại gần khách sạn BMC Ngọc Hồi này, đây tượng đài này đó, cảnh rất đẹp. Chỗ đây cũng gọi là xưa anh em gọi là ngã ba này. Ngã ba này hướng này đi 732 vô salon này, đây là đi lên đất xú bờ y đó, vô bờ y giờ hướng về Lào mấy cây số. Đấy, cảnh ở phía bên kia xa xa là núi non trùng điệp này mọi người thấy không? Đó, núi non trùng điệp. Và mình chia sẻ cái bông giấy này cho mọi người xem này đó, rất là đẹp, hai lãng hoa luôn. Đấy, màu cam, màu trắng, màu đỏ. Bên kia khúc bên kia là nghĩa trang liệt sĩ mọi người. Bên kia là nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn mọi người. Mình đang trong cái hoa viên. Ở kia có cái cục đá rất đẹp kìa, to, ta làm cái cửa sắt kìa. Thì lên đây coi cục, lên coi cái cục đá này. Ở đây đá nhân tạo thôi cô, nó lớn lớn rồi, đá thiệt hả? Đúng rồi, đá thiệt này mọi người. À, người ta làm cái nhà có cửa sắt này, đẹp không? Ngôi nhà đá. Giữa trưa mà nắng này, bông giấy này, 3-4 màu rất là đẹp này. Màu đỏ, trắng, cam, màu hồng. Qua coi nhà đá chơi cũng thấy mọi người thấy chưa, ngôi nhà bên trong được xây quay trang trí nhân tạo này, đẹp không? Chùa đấy mấy năm nữa chùa đấy, ngôi nhà đá này, cửa sắt này. Khu vực ở phía bên kia là nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi. Thuộc con tâm mình chia sẻ cái khung cảnh này đây, đặc biệt là hoa giấy rất là nhiều màu ở cái khu vực xung quanh này, trồng hoa giấy rất là nhiều và nó rất là nhiều màu. Hiện tại trước mắt mình là những cái vàng này thì có hoa màu trắng, màu đỏ, màu cam và những cái màu nó hơi nhợt nhợt, và những cái màu phía bên kia này rất là nhiều cái màu. Chơi những cái trụ cổng hay là những cái lãng hoa giấy được làm vàng trên những cái trụ này thì quá là đẹp, nhìn mát mắt. Đẹp không? Đi lại gần mình nhắc lại anh em là mình đang ở Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum,
và đi chơi và thấy khung cảnh đây rất là đẹp, mình quay chia sẻ cho anh em. Bên kia kia cái vàng bên kia là chỉ có một màu, màu đỏ. Bên đây là kết hợp nhiều màu, màu cam, màu trắng, màu đỏ. Khung cảnh rất đẹp. Đây gốc hoa giấy này, gốc lớn để trồng được cái trụ gốc hoa giấy này rất là lâu nha mọi người. Gốc hoa giấy này lớn không? Kết hợp của người chơi và người trồng và chăm rất là nhiều màu, nhìn nó rất là đẹp, đỏ, cam, trắng. Mình cũng chia sẻ như mấy video trước cũng nói về hoa giấy à mọi người, thì cái cây này cũng dễ trồng, chỉ cần chặt một nhánh, chặt một nhánh và ươm là nó thì sống thôi, rất là đơn giản. Cảnh rất là đẹp, đứng này ngắm mát. Mọi người xem mình chia sẻ hoa giấy và khung cảnh đẹp thì nhớ like, comment, chia sẻ, đăng ký kênh mình, ủng hộ kênh mình nha. Rất đẹp. Đây là màu đỏ này. Đây là khách sạn BMC Ngọc Hồi. Mình đang quay đứng vào khoảng gần 12 giờ trưa, lấy ánh sáng nên là rất là đẹp. Mọi người thấy mình quay chia sẻ đang giờ trưa này thì mọi người thấy xem thấy đẹp thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Vì đứng vào khoảng giờ trưa này thì quay mọi người những cái loại hoa giấy này cũng rất là vất vả, vì thế mọi người yêu người chơi cây cảnh hoa lan cũng như người quay bằng cách là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Bông hoa giấy thì từ tỉnh Gia Lai mình đi tới Kon Tum thì hầu như ở phía trụ cổng họ chơi rất là nhiều. Thì cây này có sắc hoa rất là nhiều và cũng dở trồng dở chăm, và chỉ cần cắt một cái khúc ngang tầm 40 phân là hoặc là 30 phân là mình ươm dưới chậu là nó sẽ sống thôi, ra rễ và nó sẽ sống. Và video đến đây mình xin tạm dừng. Mọi người xem thấy hay thì nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh mình nha. Xin kết thúc video tại đây.